có một niềm an ủi duy nhất là ta có thể quay trở về gặp nàng. Nếu nàng nhận được những dòng chữ này của ta, hãy mau gửi âm lại. Ta muốn đọc lại những dòng chữ của nàng để mà quên đi những tháng ngày xa xôi. Thật vất vả cho chị ha. Mau đem đồ vô trong đi. Dạ. Trả cho tôi. Tại sao cô có cái này? Cái này không thể dùng tiền là có thể mua được đâu. Làm sao chị có được? Tôi hỏi chị làm sao mà có cái này? Trả lại cho tôi. Quan trọng đối với chị như vậy sao? Kim Dân, vậy thì chị sẽ làm được cái gì? Tôi vẫn là vị hôn thê của Mẫn Chính mà. Nếu như mà ảnh trở về thì tôi sẽ kết hôn với ảnh ngay lập tức đó, chị có biết không? Nhưng mà còn chị, chị mong được cái gì mà làm ngu xuẩn như vậy chứ? Làm ơn rời khỏi đây đi. Cái gì? Với thân phận của cô bây giờ, có thể lấy một vị công tử thật tốt và giàu có. Nhưng tôi chỉ có một mình ảnh mà thôi. Xin cô hãy rút lui đi. Anh nói làm gì? Mẫn Chính nó làm cái gì mà chị có thể yêu ảnh mãnh liệt như vậy? Tại sao chị có thể làm như vậy? Chị không thể biết được. Bây giờ tôi không có gì làm niềm vui hay là hy vọng. Tuy là tôi cười, nhưng thật ra luôn muốn khóc. Ngồi ở bên cạnh của chị, nhưng mà thân phận tôi chỉ là người hầu. Bây giờ tôi đã không còn tia hy vọng nào nữa. Chỉ có người tôi yêu, đó mới là tất cả cuộc sống của tôi, là ánh sáng của tôi. Điểm đó làm sao chị có thể biết được? Tôi thực sự rất khiếp sợ chị. Đến giờ phút này đây, chị phải nên từ bỏ việc kết thúc mọi chuyện. Tôi thực sự sợ chị lắm. Vì vô cùng căm ghét chị. Kim Dân à, chị trở nên như vậy từ bao giờ? Trong lúc mà tôi đang lưỡng lự thì chị đã đi hái hoa đẹp trước tôi một bước rồi. Trong lúc mà tôi đang do dự thì
chị đã chọn được hoa và cài lên trên tóc của chị. Khi mà tôi còn đang suy nghĩ thì chị đã thử làm, đã thưởng thức mọi thứ. Và nếu như không có thích thì chị đã quăng bỏ đi rồi, có phải vậy không? Từ xưa đến nay lúc nào cũng vậy hết. Chị luôn luôn đi trước tôi, cái gì cũng đi trước một bước. Tôi thật sự rất ganh tị. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cô tránh nó đi, đưa cho tôi. Không cần. Đưa cho tôi mà. Nếu cần gì cứ nói, tôi mang đến cho cô ngay. Cô đừng có ngại nha. À, không cần đâu. Đừng có vậy mà. À, vậy anh mang hàng tơ lụa tới cho tôi đi. Đồ tơ lụa này, tôi nay cũng chưa từng mặc qua. Chưa từng được mặc bao giờ, chỉ bán qua mà thôi. Anh cứ qua lại chỗ này, nếu như bị hiểu lầm thì phải tính làm sao đây? Đề tài buôn bán như tôi, có gì đâu mà bàn tán chứ. Tôi đi nha, mà tôi đi. Được. Em rất nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Ừ.
Ông sao vậy? Ông buông tay của tôi ra! Buông tay của tôi ra!